Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB và Ngân hàng Đại chúng Krungsri của Thái Lan vừa hoàn tất việc chuyển nhượng 50% vốn cổ phần tại công ty tài chính SHB Finance. Hai bên sẽ tiếp tục chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại sau 3 năm. Giá trị thương vụ chưa được thông tin, nhưng giao dịch này sẽ mang lại nguồn lực đáng kể để ngân hàng có thể tăng cường năng lực tài chính và các yếu tố nền tảng, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở các phân khúc trọng tâm. Đồng thời, tăng cường bộ đệm vốn là một trong những cơ sở quan trọng để đẩy nhanh lộ trình triển khai Basel III và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.